là ông ấy, thì bị đột quỵ 3 năm rồi. 3 năm mà 3 lần thì bây giờ là tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não, nói là ông đi điều trị thì là lúc con nó đem về cái nhị hoa đây là 2 tháng trời. 2 tháng là bố mẹ là chống đối, không uống. Bố mẹ chống đối không uống, thế thì sau hắn thấy bố là bị liệt nặng một chỗ đó. Thế là hắn nói là thôi bố thử uống coi. Thế là bố uống thì dần mới uống tuần đầu là bố thấy cũng rất khỏe. Thế thì bố cũng thôi cứ tiếp tục uống. Thì thấy ông ngồi dậy được mà hai tay ông bị liệt luôn. Tay chân là liệt là tôi phục vụ bể tám. Thế sau tôi với ông ấy ngồi xe lăn khỏe thì ông vận động được thì ông ngồi xe lăn, ông cũng rồi cứ đẩy ông đi. Thế xong dần dần thì ông đi thì cũng ông để chân xuống thì tay chân thì mình cũng xoa bóp. Thế là ông có uống thuốc, cái này là dẫn thuốc rất hay, công nhận là dẫn thuốc hay lắm. Thế là ông ấy bỏ xe đạp rồi ông đi chống nạn ông đi, ông chống nạn ông đi. Thế xong dần dần thì thấy cũng khỏe. Thấy ông khỏe thì bây giờ ông lại chống nạn có một tay. Chống nạn một tay bây giờ ông đi khám cứ định kỳ là đi. Ông đi khám là thấy khỏe, cứ mỗi lần đi khám là khỏe hơn. Chứ bây giờ là ông cuối cùng là ông bỏ cả nạn, cả xe tăng đi. Tức là mỗi ngày ông ra vườn, ông tập thể dục hai tay. Ông ra vườn 2 tiếng là ông bao là ông tập cho là hai chân hai tay điều hòa máu, giờ hai tay là ông dơ được, chân là ông đi được. Rất là ông ra vườn ông cứ lấy tay vô cỏ để cho là cái tay thông máu. Nó là ông vào ông tắm thì ông nặng ông coi xong đấy thì ông lại ngủ ăn ngủ. Là bây giờ bình thường thì ông xin con là ra Bắc đi chơi. Thế thì thấy là ông sức khỏe là bình thường rồi, thế là tôi là rất khỏe, còn cháu khỏi phục vụ. Thế thì chia sẻ với các cô chứ thì tất cả các thứ là các bệnh này, tiểu đường này, bệnh tim này, rồi gút này, bệnh thận nhất là bệnh thận là nặng. Ông rất là tiểu quá trời đi luôn. Thế bây giờ ông nó khỏe. Huyết áp thì bình thường, bây giờ huyết áp bình thường, tiểu đường mát. Thế này là chữ bệnh thân thì cũng bình thường luôn. Thế bây giờ ông chỉ một đêm có hai lần đi tiểu. Thì rất là bây giờ ông khỏe thì ông được đi ra Bắc thì ông mừng lắm. Nhưng bây giờ ông cũng cao tuổi gần 80 rồi. Thì ông cao tuổi thì là đi lại rất là con cháu rất là phấn khởi. Bệnh tật thì cũng giảm nhiều. Bây giờ là bữa hôm qua là ngày 10, bữa hôm kia ngày 10 đó đi tái khám thì người ta cũng các thứ bệnh là ổn, chỉ có não thì thể là hơi thiếu máu này. Thiếu máu thì mình bổ sung máu vậy thôi. Thì chia sẻ với các cô đây, ông bảo tôi rất mừng vì cũng là một cái tin mừng nó để các cô biết này. Tôi trong Nam là 3 năm mà dân chứng ở trong đó người ta ấy rồi thì không nói, nhưng mà anh biết ở ngoài đây nếu như tôi không trở lại được với cái đất ngoài Bắc này để là thăm anh em là quê hương. Đến ngày của ông kia là coi là có công việc là tôi vào trong đó thì là từ làng rồi anh em xung quanh từ người già người trẻ đến người ta xuống lại, ôi quá mừng rồi. Người chết ông bà là mừng cho tôi là trở lại cuộc sống, nhưng mà anh em là cũng mừng cho tôi là được thăm anh em người già người trẻ rồi anh em trong gia đình con cháu của mình rất là nước mắt ôm lần ấy